Và cái điều đó nó làm cho anh cảm thấy
không phân biệt được Châu Châu Như Quỳnh trong số tất cả các ca sĩ khác. Và chính vì vậy khi mà anh gặp em á, cái điều anh đau đớn anh suy nghĩ là nên cho anh Quỳnh nên làm cho mình cái bản sắc rất là riêng của mình, để mọi người không có nhận lẫn Quỳnh đến với ai. Cái này thì em cũng xin phép anh Cường chi xíu thôi. Nãy có chia sẻ anh á, thì anh có tâm sự chia sẻ rất là nhiều cho Châu Như Quỳnh. Anh biết là Nguyên Hai cũng biết là anh rất là yêu mến cho Châu Như Quỳnh, nhưng mà cho Châu Như Quỳnh cũng bị cái bóng đá lớn của anh cho nên rất là khó. Tại vì thật sự lúc mà khi mà giới thiệu trên sân khấu, rất nhiều người họ sẽ giới thiệu như thế này. Và sau đây là phần biểu diễn của nữ ca sĩ Châu Như Quỳnh, cháu gái của nam ca sĩ Nam Trường. Và cái câu đó nó thật sự nó là ảnh hưởng đến Châu Như Quỳnh rất là nhiều, bởi vì thường á, ca sĩ mà có một cái bóng của một cái người đàn anh đàn chú mà rất là lớn, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con đường sự nghiệp. Cho nên khi mà Khang ở đây giới thiệu, không giờ Khang giới thiệu cái câu đó, Khang sẽ giới thiệu là đây là một nữ ca sĩ nổi bật trong cuộc thi The Voice, và cái ca khúc I Still Survive của cô đã làm bốn ứng cử viên đã cùng bấm nút. Thì như vậy nó sẽ thay đổi khác hoàn toàn cái sự giới thiệu về em. Và cái điều quan trọng hết là mọi người vẫn chưa nhớ được Châu Như Quỳnh có một cái điều gì đặc biệt, ví dụ như là một cái bản thích hay có một cái giải thưởng âm nhạc hoặc có một cái single album nào đó để mọi người giới thiệu em. Nên trong cái việc mà lúc mà em đang nói về cái việc xây dựng cái dự án của hát chủ bài và ách á, thì anh thấy là một ý tưởng rất là hay, bởi vì nó sẽ khiến cho mọi người nhớ đến một cái gọi là một cái features trong cái âm nhạc của em. Và thêm một điều nữa anh nghĩ thôi, tức là giữa dòng những ca sĩ rất là đẹp và hát hay thì Châu Như Quỳnh nên chăng là một ca sĩ đi theo dòng nhạc sôi động và có vũ đạo. Bởi vì cá nhân anh thấy được em có cái tố chất đó, và nếu như em làm được cái điều đó thì anh cứ cá nhân suy nghĩ của anh thôi, trong vòng 3 cho đến 5 năm nữa em sẽ là một ngôi sao chắc chắn. Cái điều đó tại vì một người mà đi dẫn chương trình nhiều thì đứng ở sân khấu nhìn nhiều ca sĩ biểu diễn rồi cũng thấy những cái đặc trưng của ca sĩ đó, thì anh cũng đang đoán à cô này tương lai có là ngôi sao không, hay là anh này tương lai có bằng hết đẻ không. Tự nhiên các mình cũng nghĩ là tôi yêu Châu Như Quỳnh này cũng có một cái điều gì đó sẽ thành ngôi sao. Thì anh hy vọng rằng trong số những dòng nhạc em thử, em nên định hình một cái dòng nhạc duy nhất, đừng cố gắng thử rất nhiều dòng nhạc, bởi vì như vậy nó sẽ làm cho khán giả vẫn còn mơ hồ về cái khả năng của Châu Như Quỳnh là hát tốt nhất dòng nhạc nào. Em có thể đi hát sự kiện hay nghe gì cũng được, nhưng nên trung thành với một dòng nhạc duy nhất, và anh tin chắc nó sẽ làm cho em nổi tiếng với chính cái dòng nhạc đó. Và nhân đây thì cũng xin gửi lời chúc mừng Châu Như Quỳnh, bởi vì hai anh em có một chuyến xe rất là dài đi từ Quy Nhơn ra tới tận sân bay. Thì Châu Như Quỳnh cũng tâm sự rất là nhiều, thì có một cái điều mà Nguyễn Trang rất là mừng đó là Quỳnh đã tìm được một cái ekip để làm việc cho mình. Với thời buổi công nghệ như bây giờ mà một ca sĩ mà không có một cái dàn hậu thuẫn phía đằng sau từ một quản lý giỏi, một ca sĩ giỏi, một hệ thống truyền thông giỏi thì rất khó để vượt lên thành ngôi sao. Tuấn là một người rất là có tâm, và anh đã thấy được cái điều đó khi mà Tuấn đã theo chân em đến những cái sự kiện. Và anh tin chắc rằng với một người có tâm và có tài như Tuấn thì cái điều quan trọng hơn hết của em chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em có thể khóc bây giờ bởi vì em chưa nổi tiếng thật sự những ngôi sao, nhưng 3 cho đến 5 năm nữa em đã xây dựng một ekip rồi thì giọt nước mắt em khóc nó sẽ là giọt nước mắt của sự thành công, chứ không phải là giọt nước mắt của sự tiêu cực đi hoặc là chưa được người biết đến. Cho nên không có gì phải nản chí, 25 tuổi em còn trẻ lắm, em còn rất là trẻ, cho nên em vẫn còn 5 năm nữa để trở thành ngôi sao, một ngôi sao lớn. Và hãy tin chắc là những gì em đang làm ở đây là hoàn toàn đúng. Và xin được gửi lời chúc mừng đến Châu Như Quỳnh với cái dự án Hai Quỳnh 2018 thầy. Và nếu như mà 5 năm sau em thành ngôi sao thì nhớ quay trở lại mời anh đi ăn một chầu nha, bởi vì anh đã dự đoán đúng tương lai của em. Cảm ơn rất là nhiều quý vị. Cảm ơn tình cảm của anh Xin Nguyên Khang. Và khi mà anh Xin Nguyên Khang nói vậy thì anh Đức Tuấn ngồi cái bên đó anh gan quá, anh hứa 3 đến 5 năm. Nhưng mà Quỳnh có bị đá bại em gan chứ, thì em có sự tự tin. Và Quỳnh sẽ gửi lời gì đến Nguyên Khang để hứa. Chúng tôi chỉ muốn nghe những cái lời hứa ngắn gọn và đằng sau đó là những nỗ lực thật nhiều. Chứ nghĩ đó là những định hướng, đó là chính xác của Quỳnh. Quỳnh nghĩ sao? Em cảm ơn anh Khang rất là nhiều. Thật sự đây là những lời rất là quý báu rồi. Còn phải người một cái tất ta là nói với anh Khang những dòng nhạc em có thể là em rất thích nhiều thể loại nhạc khác nhau và em không muốn giới hạn, nhưng mà những thể loại nhạc đó mình đánh vào đúng nơi đúng thời điểm thì nó sẽ tạo được dấu ấn. Em không biết từ 3 tới 5 năm nữa em sẽ trở thành
như thế nào. Nhưng mà bây giờ em chỉ biết một điều là em cố gắng hết sức mình để làm việc thật là tốt. Em chỉ có thể hứa là em sẽ làm việc cố gắng hết sức mình để trở thành ngôi sao hay không đó còn cần rất là nhiều yếu tố, nhưng mà em sẽ không dừng lại, em sẽ không phụ lòng của anh như là những gì anh nói với em ngày hôm nay. Một nguồn động lực rất là lớn từ một người anh rất là thân thương, anh rất là nhiều. Cảm ơn Nguyên Khang và cảm ơn tất cả mọi người. Và Thiên Châu Như Quỳnh thân mến, có thể bạn hơi nhát khi mà lúc đầu chương trình nói rằng là tôi sắp hết thời gian rồi, nhưng tất cả chúng tôi ngồi đây muốn nhắc cho bạn rằng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Và khi bạn cảm thấy nản lòng, hãy nhìn những bức tranh, nhìn những đóa hoa ở đây, nhìn những sự hiện diện của những người không có mặt và những người đã bỏ thời gian để đến với Thiên Châu Như Quỳnh. Và hãy biết rằng tuy mọi thứ không trước mắt bạn, mặt trời không có ở đó, nhưng không có nghĩa là không có mặt trời và những buổi đêm tối, đúng không nào? Hãy cố lên nào.